Hôm mang máy ảnh thì quên tripod, còn hôm mang tripod thì lại quên máy ảnh. Trời ơi, đến tận ngày hôm nay thì thầy mới có thể nhớ được cả hai thứ và phải ngồi đây để quay cái video này. Hello, chào các bạn. Thì trong video này thầy muốn chia sẻ với các bạn một chút về cái hành trình tự học tiếng Anh của thầy có đạt kết quả IELTS 8.0, Reading Skill là 9.0 với cả TOEIC thì 990 trên 990. Thực sự nó một cái hành trình khá là dài và cũng hơi mệt mỏi một chút. Nó cũng khoảng hơn 10 năm các bạn ạ. Và cái hành trình này hoàn toàn tự học, tại vì thầy không có đi học ở một cái trung tâm nào cả, mà hoàn toàn là chỉ có học ở trên trường lớp, và thầy có phải mày mò ở trên mạng rồi tự tìm cho mình cái phương pháp học nữa. Thì hôm nay thầy sẽ gói gọn và chia sẻ lại các bạn với các bạn một chút về cái hành trình đấy nhá. Nhìn lại cái hành trình tự học đấy thì thầy nghĩ là đối với bản thân thầy thì nó có thể chia ra được ba cái giai đoạn chính. Giai đoạn thứ nhất là hồi cấp 3, giai đoạn thứ hai là sau khi lên đại học, và giai đoạn thứ ba đấy là cái giai đoạn đấy là sau khi mà tốt nghiệp đại học rồi, thầy đi làm và cho đến tận bây giờ. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nói về cái giai đoạn cấp 3 chứ nhá. Về giai đoạn cấp 3 thì thầy có học chuyên Anh của trường Trung học thông chuyên Bắc Ninh. Nói chung là học chuyên Anh thì cái việc mà thầy phải học về từ vựng với ngữ pháp thì khá là nhiều. Mặc dù học chuyên Anh thế nhưng mà lớp thầy thì cũng không được chú trọng nhiều về kỹ năng nghe với nói gì cả. Thầy có biết là một số bạn mà các bạn ấy tham gia thi đội tuyển quốc gia thì các bạn ấy cũng được luyện về writing, speaking với cả listening. Tuy nhiên thì nó cũng không quá nhiều. Thế nên nói chung là cái thời của thầy cách đây 10 năm nó rất là hạn chế. Tuy nhiên thì thầy cũng là một cái người mà bản thân thầy thấy là khá là thích yêu thích ngôn ngữ. Thế là ngày đấy học chuyên Anh thì mình cũng bảo là mình cũng phải luyện tập thêm nghe với nói ấy. Thì ngày đấy là thầy nhớ cái thời của thầy cơ, nó chưa được hiện đại như bây giờ. Thế nên là ngày đấy nếu mà mình muốn nghe cái gì đấy thì mọi người sẽ phải sử dụng cái music player, cái máy nghe nhạc ấy. Và xong sau đấy thì cứ phải ra hàng net để mình tải file về máy rồi nghe nhạc hay xem cái gì thì cũng phải làm như thế. Thì ngày đấy thầy cũng hay đi tải nhạc tiếng Anh để nghe này. Với cả thầy nhớ là cái hồi đấy thì không hiểu sao thầy lại biết về cái chương trình 6 Minutes English của BBC ấy. Thế là thầy cũng thử tải về nghe. Thế nhưng mà thực sự là nghe cực kỳ bập bõm ấy, và nó không có người hướng dẫn. Thế nên thành ra mình không có cái motivation để mình cố gắng để mà học hay gì cả. Thế thì xong sau đấy thầy nghĩ là không được, mình sẽ phải chuyển sang học cái gì nó bài bản hơn. Thế là thầy nghĩ là mình phải học bằng sách. Thì ở chỗ ngày trước là thầy học ở Bắc Ninh, thế là thầy ra cái khu chợ đỏ thì tự nhiên lại thấy có cái cuốn đấy là Building Skills for the TOEFL IBT. Nó sẽ dạy các kỹ năng một cách bài bản hơn, nó có từng chương rồi các kiểu ấy. Nó cũng hơi buồn cười đấy là cái sách đấy thì phải nghe, nó lại ở dạng đĩa CD. Thế là ngày đấy thì thầy chỉ có thể cuối tuần thầy về nhà thôi, thì thầy mới mở nghe đĩa CD được. Bình thường trong tuần thì thầy học ở trên tỉnh, nhà thầy ở huyện, thế là thầy cuối tuần mới về nhà được. Thì thầy cũng nói chung là cũng nó cứ nhập nhằng, nó không liền mạch ấy. Thế là cũng nói chung là không đi đến đâu cả các bạn ạ. Thế thì đến bây giờ thì thầy nghĩ lại thì thầy vẫn thấy khá là tiếc. Tại vì thực sự nếu mà cái giai đoạn đấy, cái thời cấp 3 thầy thấy là cái giai đoạn mà mình học rất là vào ấy. Và mình có cái khả năng, có cái sức mà có thể học cực kỳ trâu bò, tại vì kiểu bạn bè nó đều học ấy. Thế thì nếu mà ngày đấy mà mình có một cái người hướng dẫn, mình có cơ hội được tham gia những cái lớp những cái lớp định hướng kiểu phát triển những cái kỹ năng giao tiếp, rồi trong chương trình học của mình hai kỹ năng đấy nó được lưu ý nhiều hơn ấy, thì thầy tin chắc là bây giờ cái khả năng tiếng Anh của thầy nó còn tốt hơn rất là nhiều. Thế nên thầy rất là khuyên những bạn cấp 3 nếu mà có thể thì nên dành thời gian một chút mình ôn thi đại học. Thế nhưng mà mình lưu ý một chút về phát âm này, mình luyện nghe nhiều hơn, và nếu có thể thì kiểu cố gắng giao tiếp tiếng Anh nhiều hơn, thì về sau các em sẽ thấy nó cực kỳ lợi, có lợi cho các bạn. Tại vì học ngôn ngữ ấy, khi mà mình chú tâm từ càng sớm ấy, thì về sau dần dần cái việc sử dụng của mình nó càng tự nhiên và nó không bị áp lực. Sau khi mà thầy tốt nghiệp cấp 3 thì thầy nhớ là hồi đấy là thi ra đại học xong thì mẹ thầy có cho thầy được đi vào trong Hồ Chí Minh để đi chơi. Và xong lần đấy thì anh chị em họ của thầy có cùng nhau đi xuống cái khu du lịch Đại Nam ở Bình Dương. Thì chắc là các bạn ở trong miền Nam sẽ biết. Thì ở đấy có khá là nhiều khách du lịch và có cả người nước ngoài nữa. Thế lần đấy thầy có nhớ là thầy có thử bắt chuyện với hai người nước ngoài. Trời ơi, nhưng mà lần đấy kiểu quê kinh khủng, là kiểu nói mà người ta không thể hiểu được, và thậm chí là người ta nói mình cũng không nghe được ấy. Thế là sau lần đấy thì thầy, nói chung đến bây giờ thầy vẫn nhớ mãi, kiểu thực sự rất là xấu hổ với cả bản thân, tại vì mình học chuyên Anh rồi lại với cả các anh chị em họ đi cùng mình nữa. Thế là khi mà thầy lên đại học thì thầy quyết định học chuyên ngành tiếng Anh thương mại của trường Đại học Ngoại thương. Và thầy cũng xác định là mình trong 4 năm đại học mình sẽ phải dành thời gian thực sự để cải thiện hai cái kỹ năng nghe nói của mình, tại vì nó quá là tệ. Đặc biệt là các em ơi, kiểu khi mà thầy ở quê ấy, xong là thầy lên trên thành phố học thì sẽ những cái bạn ở trên thành phố, ở trên Hà Nội, các bạn ấy thực sự hai kỹ năng nghe nói của các bạn ấy rất là tốt, tại vì các bạn có một cái background khá là ổn rồi.
Thế thì trong lần đấy, thời gian đấy thì thầy cũng, thầy nhớ là hồi thầy học đại học thì cái chương trình của thầy ấy có môn gọi là môn nghe cơ bản ấy, thì giáo viên sẽ yêu cầu là phải luyện cái kỹ năng là listening dictation, nó sẽ hiểu chính là kiểu nghe chép chính tả. Và bản thân thầy đến bây giờ thầy vẫn rất là khuyến khích các bạn nên thử áp dụng cái phương pháp đấy. Hiểu nôm na đấy là mình sẽ nghe một cái file nghe tiếng Anh thôi, và mình nghe cái gì thì mình sẽ chép lại. Thậm chí là kiểu mình phải nghe cẩn thận đến từng cái chi tiết nhỏ, như là under, dưới số nhiều, hay là kiểu sở hữu cách. Cái này về sau nếu mà các bạn luyện nghe cho IELTS, các bạn sẽ thấy cực kỳ hữu ích. Ngày đấy là bọn thầy sẽ phải luyện cái những cái file nghe của VOA, cái Voice of America. Hồi đó bắt đầu học cái đó thì thầy thấy rất là hữu ích, tại vì nó giúp cho thầy nghe và hiểu các âm ấy nó rõ hơn, cụ thể hơn. Nó không kiểu bị mông lung ấy. Thế giai đoạn đấy thì thầy lên mạng tìm hiểu, họ cũng khuyến khích là mình sẽ nên luyện nghe theo kiểu 8 ngôn ngữ. Thì thầy cũng thực hành, thầy cũng ở nhà, thầy dọn nhà thì thầy cũng sẽ mở cái BBC Radio để thầy nghe, hoặc đi tắm thầy cũng sẽ mở nghe. Xong thầy cày phim hơn nhiều, thầy xem rất nhiều phim, xem rất nhiều cái TV series. Và dần dần đúng là khi mình tiếp xúc nhiều ấy thì cái phản xạ với cái ngôn ngữ đấy của mình nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Còn với cả kỹ năng speaking thì cái hồi đấy mới lên đại học, thầy cũng tìm, thầy cũng search ở trên Google mấy cái câu lạc bộ English Speaking Clubs ở Hà Nội. Thì thầy có đi tham gia một vài cái. Sau năm nhất thì cảm giác mình tự tin hơn, thì bắt đầu thầy có đăng ký đi làm trợ giảng tiếng Anh ở một trung tâm. Và cái trung tâm đấy thì nó chỉ chuyên về phát âm cả giao tiếp thôi, thì nó cũng là cơ hội rất là tốt các bạn ạ. Tại vì thầy được tìm hiểu bài rất là bài bản về các quy tắc phát âm, các âm ở trong tiếng Anh. Rồi cũng học một chút được cái kỹ năng sư phạm, tại vì làm TA, làm trợ giảng đấy thì mình phải dạy các bạn trong lớp đấy trực tiếp khoảng tầm 45 phút một tuần nữa. Thầy cũng dần dần tự tin hơn. Xong đến năm thứ 2, năm thứ 3 đại học thì thầy mới quyết định là, thì ngày đấy là thầy có tìm hiểu ở Hà Nội thì nó có khá là nhiều những cái câu lạc bộ dẫn tour free ấy. Thì ngày đấy thầy cũng có thử đăng ký tham gia. Ở Hà Nội thì sẽ rất nổi tiếng cái Hà Nội Kids, nhưng mà thầy thi 2 lần đều trượt. Nhưng mà thì do sau đấy thầy có tìm hiểu thì nó có cũng có những cái câu lạc bộ tương tự với cái format, cái cách thức hoạt động khá là giống nhau. Tức là nó đều là những cái câu lạc bộ sẽ giúp mình gọi là kết hợp ấy. Mình sẽ là những cái người free tour guides, và xong sẽ có khách du lịch thì mình sẽ đến và mình sẽ giúp đưa họ đi quanh Hà Nội và chia sẻ với họ về văn hóa, về con người Việt Nam. Thầy có tham gia cái Hà Nội free tour guides, xong có cả cái Hà Nội e-buddies với cả Hà Nội free bike tours. Thì cả ba cái câu lạc bộ này thầy đều rất là khuyến khích các bạn. Hình như là Hà Nội Free Bike Tour thì bây giờ nó không hoạt động nữa. Thế nhưng cái Hà Nội Free Tour Guides với cả Hà Nội E-Buddies thì vẫn còn hoạt động. Bản thân thầy vẫn thấy đó, đấy là một cái khoảng thời gian cực kỳ hữu ích cho thầy. Tại vì nó giúp cho thầy có thể luyện tập nói tiếng Anh nhiều hơn. Tức là mình cũng phải dành thời gian một chút, mình tìm hiểu về văn hóa Việt Nam rồi các thứ ấy, thì mình cũng hiểu Việt Nam hơn này. Và cũng là cái cơ hội mà mình tiếp xúc với rất nhiều cái bạn thú vị và giỏi nữa. Những cái bạn mà tham gia những cái câu lạc bộ kiểu này thì thầy thấy đều là những cái người khá là open-minded. Các bạn đều có cái tư tưởng khá là cởi mở. Và bây giờ khi thầy nhìn lại thì các bạn đều rất là thành công luôn. Đều làm cho các doanh nghiệp nước ngoài hay là cũng đi du học rất là nhiều. Thì nếu các bạn đang học đại học thì thầy cực kỳ khuyến khích là các bạn nên thử tìm hiểu về những cái câu lạc bộ mà giúp những cái câu lạc bộ dẫn tour free như này. Thầy không biết là trong miền Nam hay miền Trung như nào, nhưng ở Hà Nội thì chắc chắn là các bạn có thể tìm hiểu như là Hà Nội Kids, Hà Nội Free Tour Guides, Hà Nội E-Buddies nhé. Sau khi tốt nghiệp đại học thì thầy có quyết định đi dạy tiếng Anh tự do freelance khoảng tầm 2 năm. Thì cái thời điểm đấy thì thầy cũng phải thi TOEIC và IELTS, tại vì phải có chứng chỉ ấy, thì họ mới nhận ấy. Thì cũng được TOEIC 990 với cả IELTS 8.0. Thực tế là tại vì cấp 3 mình đã học cẩn thận về từ vựng ngữ pháp rồi, với cả hồi đại học thì mình cũng mất thời gian để luyện kỹ năng nghe với cả nói nhiều rồi ấy. Thì đến hai cái năm đấy thực ra thầy chỉ có dùng lại những cái mà thầy đã học trước đấy thôi, và cũng có đọc báo tiếng Anh nhiều hơn, có cái thói quen đấy nhiều hơn. Nhưng mà đọc sách thì không, thực sự là rất là lười đọc sách. Thì sau khoảng 2 năm đi dạy thì bắt đầu đến một cái ngưỡng mà tự nhiên thầy đã từng chia sẻ đấy, thầy bắt đầu cảm giác stuck, thầy bị bế tắc ấy. Tại vì thực ra bản chất đi dạy nó không có quá nhiều thứ mới mẻ, đôi khi thì nó cứ lặp đi lặp lại những cái mà mình đã dạy và học trước đấy ấy. Thì thầy thấy là bản thân mình nó không được update, nó không có cái gì mới, mình không có thêm những cái giá trị mới nào cả. Và xong thầy cũng muốn là về sau đi dạy một cách bài bản hơn ấy. Thế là thầy quyết định đi học thạc sĩ. Và xong sau đấy thì 2 năm vừa rồi thì thầy có đi học thạc sĩ ở Đài Loan. Thầy học chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh, MBA Master of Business Administration.
Thì nhân tiện đây xin đính chính với các bạn, để rất nhiều bạn nghĩ là thầy học Đài Loan thì thầy sẽ học chương trình bằng tiếng Trung. Thế nhưng thực sự không phải, thầy học cái chương trình English Taught Program, tức là chương trình học bằng tiếng Anh. Còn đâu, tiếng Trung của thầy thực sự rất là tệ. Thầy tiếng Trung của thầy chỉ có đủ để có thể survive, để có thể tồn tại được thôi, chứ còn không thể học hành được gì cả. Trong 2 năm vừa rồi thầy phải đọc tài liệu tiếng Anh khá là nhiều. Xong trong 2020 thì thầy có thi lại cả TOEIC, cả IELTS và vẫn giữ được TOEIC 990 với cả IELTS 8.0. Trong đấy thì khá bất ngờ, đấy là kỹ năng reading thì được 9.0. Tuy nhiên thì thầy thấy nó cũng khá hợp lý, tại vì trong 2 năm vừa rồi thầy phải đọc tài liệu rất là nhiều. Các bạn hình dung là lên học thạc sĩ thì nó bắt đầu hơi khác một chút với cả hai cấp học dưới. Đấy là các em phải tự học khá là nhiều, các em phải tự đọc tài liệu, tự mày mò ấy. Xong sau đấy thì thầy cũng đọc báo tiếng Anh hàng ngày. Với cả có một cái điểm mà thầy cũng bất ngờ về bản thân, đấy là không ngờ trong 2 năm vừa rồi thầy đã bắt đầu có thói quen đọc sách. Trong 2 năm vừa rồi thì thực ra con số nó vẫn khá hạn chế so với nhiều người, thế nhưng mà với thầy thì nó rất là ấn tượng ấy. Đấy là thầy đọc được khoảng 18 cuốn sách tiếng Anh. Trong khi trước kia hồi mới đại học, học đại học xong hay học đại học, thì thầy cả 2 năm trời thầy cũng chỉ đọc được khoảng một tầm chưa xong cả một cuốn sách. Nếu có thể giới thiệu cho các bạn một số cái trang báo tiếng Anh để đọc hàng ngày, thì thầy nghĩ là các bạn có thể tham khảo những cái trang báo như BBC, The Guardian, hoặc là nếu mà các bạn mới bắt đầu gọi là luyện đọc báo tiếng Anh ấy, các bạn có thể tham khảo cái trang VOA mà thầy vừa nhắc ở phía trên, Voice of America. Họ cũng có những cái bài đọc rất là ngắn và tin tức rất là cập nhật để cho mình có thể làm quen với việc đọc bằng tiếng Anh. Thì vừa rồi đấy là chính là cái chia sẻ của thầy về cái hành trình tự học tiếng Anh của thầy tính đến thời điểm bây giờ khoảng 10 năm. Thì đến bây giờ bản thân thầy nhận ra là chứ như là những ngày trước ấy, thì có thể mình nghĩ là TOEIC 990, IELTS 8.0 ấy, nó là những cái gì rất là lớn và kiểu mình cũng khá là khủng rồi ấy. Thế nhưng mà khi mà thầy đi học này thì mình nhận ra là thực ra ngôn ngữ của mình nó vẫn rất là hạn chế. Tại vì khi mà mình phải đọc những cái tài liệu chuyên sâu hơn ấy, thì mình thấy là trời ơi, mình vừa không có kiến thức và những cái từ vựng mang tính chuyên môn của mình cũng rất là kém. Nên bản thân thầy bây giờ mỗi ngày thầy đều vẫn phải gặp từ mới, vẫn phải tra, vẫn phải học tự trau dồi mỗi ngày. Tuy nhiên thì mặc dù cái hành trình của thầy nó hơi dài, nhưng mà thầy thấy nó khá là bền. Tại vì mình mất công sức mình bỏ ra thì nó sẽ kiểu kiến thức nó ở lại với mình ấy. Còn thầy nghĩ là không có những cái gì, sẽ không có những cái tips gọi là quá kỳ diệu để giúp cho mình trong một thời gian ngắn có thể chinh phục và giỏi một cái gì đấy. Thì thầy không tin lắm, thầy không tin vào mấy cái đấy. Mà thầy đều nghĩ là mình sẽ cần mất thời gian, mình cần phải thực sự đầu tư gọi là về tâm trí rồi sức lực của mình, thì mình mới có kiến thức, và cái kiến thức đấy nó mới ở lại với mình lâu dài. Được chưa? Thì hy vọng là cái video này giúp các bạn hiểu hơn một chút về cái hành trình học tiếng Anh của thầy. Và nếu có thể thì trong tương lai thầy sẽ dành thời gian để chia sẻ với các bạn về cái việc luyện tập từng kỹ năng kỹ hơn. Thì rất cảm ơn các em đã dành thời gian coi video này, và hẹn gặp lại các bạn nhé. Bye bye.